Một trang web không rõ nguồn gốc mang tên Chủ tịch Trần Đại Quang nằm trong top những trang web được nhiều người đọc nhất ở Việt Nam, giữa lúc có nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhân vật trong tứ trụ đầy quyền lực ở Hà Nội. Theo trang web xếp hạng Alesa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trầnđạiquang.org hiện đứng thứ 32 trong danh sách các trang mạng ăn khách nhất, vượt qua cả các trang tin chính thống như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, theo Google, tên của ông Quang cũng trending, tức là thịnh hành, với các cụm từ được tìm nhiều nhất như Trần Đại Quang đi đâu, Trần Đại Quang bị bệnh hay Trần Đại Quang đi chữa bệnh. Công cụ đếm trên trang trầnđạiquang.org mà VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng độc lập cho thấy rằng trung bình có hơn 1.000 người ghé trang này cùng lúc và tổng cộng có hơn 500 triệu người đã truy cập để đọc tin tức, đa số là từ Việt Nam và Mỹ. So với các quan chức hàng đầu khác trong bộ tứ quyền lực gồm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, trang mang tên Chủ tịch Quang có thể nói là nổi nhất. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ qua trang web cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin liên quan tới tên miền Whois, trầnđạiquang.org được tạo ra từ đầu năm 2011 và người đại diện đăng ký tên miền này có địa chỉ ở Mỹ. Chiều ngày 16 tháng 8, VOA Việt ngữ đã gọi điện tới Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời. Báo chí trong nước hôm 15 tháng 8 đưa tin rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay gửi điện mừng Quốc khánh tới nguyên thủ các nước Ấn Độ và Liechtenstein. Tuy nhiên, các hình ảnh được đăng kèm lại được chụp từ các sự kiện đều xảy ra từ nhiều tháng trước.